Cô gái khẳng định mình đến từ thời Ai Cập cổ đại. Thưa quý vị, giống như bao đứa trẻ khác, khi còn nhỏ Dorothy E.D. Luser, sinh năm 1904, sống tại một thị trấn ven biển thuộc London, Đôn Anh cũng rất nghịch ngợm. Vào năm lên 3 tuổi, trong một lần chạy xuống cầu thang, Dorothy đã bị trượt chân và té ngã xuống sàn nhà. Cú ngã nghiêm trọng tới nỗi cô bé được xác định là không thể qua khỏi. Tuy nhiên, vào những giây phút cuối của cuộc đời, điều kỳ diệu đã xảy ra. Dorothy bỗng dưng tỉnh dậy. Cả gia đình vui mừng khôn siết nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu bởi cô bé thường xuyên có những hành động kỳ lạ như từ chối hát thánh ca hay đưa ra so sánh giữa kỳ tô giáo với Ai Cập cổ đại. 4 năm sau, trong một chuyến đi chơi tới Bảo tàng Anh, Dorothy đã chăm chú ngồi ngắm sắc ướp rất lâu, thậm chí hôn chân sắc ướp và nhất quyết không về nhà với bố mẹ. Cô bé chỉ vào một bức tranh và nói đó là nhà của tôi. Cô bé nói mình đến từ Ai Cập cổ đại và mong muốn được quay về ngôi nhà thật sự của mình. Cuối cùng cô đến Cairo kết hôn với một người đàn ông ở đây và sinh con. Tuy nhiên, hôn nhân không kéo dài do cô thường xuyên rơi vào trạng thái thôi miên và viết ngịch ngoạc chữ tượng hình. Bài viết của Dorothy kéo dài tới 70 trang mà nội dung trong đó kể về cuộc sống từ kiếp trước của mình. Trong bản viết, Dorothy miêu tả mình được sinh ra ở Ai Cập cổ đại với tên gọi là Beshshit và lớn lên như một nữ tu sĩ tại đền Seti 1 ở Abydos Ai Cập. Vào một ngày nọ, Pharaon Seti I trị vì trong khoảng từ năm 1291 đến năm 1278 trước công nguyên đã đến ngôi đền và nói chuyện với cô tại khu vườn trong ngôi đền. Hai người yêu nhau và đã ăn ngỗng sống, một từ Ai Cập cổ đại, tương đương với ăn trái cấm. Tuy nhiên, vì lời thề giữ gìn trinh tiết của tu sĩ, Becheshit đã tự sát để ngăn không cho Seti bị liên lụy. Ban đầu, mọi người cho rằng Dorothy là một kẻ điên. Tuy nhiên, sau đó tất cả đã bị thuyết phục khi Dorothy sử dụng ký ức từ tiền kiếp để chỉ ra vị trí trước đây của khu vườn trong ngôi đền ở Abydos mà nhờ đó các nhà khảo cổ đã xác định chính xác vị trí của di chỉ này. Cô cũng tiết lộ trong ngôi đền có một lối đi bí mật ở phía bắc và dưới nó là một hầm thư viện với những ghi chép liên quan tôn giáo và lịch sử. Sau này khi về già, Om Seti, cái tên thể hiện sự kính trọng mọi người dành cho bà sống tại đền thờ ở Abidos, thuộc một ngôi làng nhỏ ở Ai Cập. Bà nói rằng đây là nơi tu sĩ Betrachit đã từng sống và thờ phụng thần linh. Đối với bà, nơi đây là một chốn bình yên, nơi bà được bảo hộ bởi những vị thần Ai Cập cổ đại từ Bi. Bà qua đời vào năm 1981 trong sự tiếc nuối của nhiều người. Cho tới nay, câu chuyện của Seti vẫn là một bí ẩn đối với thế giới.